Có một sự thật vô cùng đặc biệt đã xảy ra trong chính lĩnh vực mà mình đang làm, đó chính là ChatGPT đã đưa ra những cái từ khóa dài hoàn toàn trùng khớp với những gì mà khách hàng của mình đã search ở trên internet. Trong khi đó, cái công cụ nghiên cứu từ khóa mà mình trả phí nó lại không cho ra được những kết quả như thế này. Nếu như bạn đang làm YouTube hoặc là website thì việc chèn từ khóa vào trong nội dung của mình là điều vô cùng quan trọng. Nó sẽ hỗ trợ cho cái nội dung của bạn được xuất hiện ở trên internet. Tuy nhiên, để tìm được từ khóa thì thường các bạn phải bỏ ra một số tiền lớn để sử dụng công cụ nghiên cứu từ khóa. Nhưng mà trong video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng ChatGPT để nghiên cứu từ khóa hoàn toàn miễn phí. Nếu như bạn mới bước chân vào việc làm YouTube hoặc là website thì mình xin phép được nói qua một chút về từ khóa. Hiểu một cách đơn giản thì từ khóa là những cái cụm từ mà khách hàng dùng để tìm kiếm ở trên internet. Từ khóa thì chúng ta lại có hai loại là từ khóa ngắn và từ khóa đuôi dài. Từ khóa ngắn là những cái từ mang tính cạnh tranh cao và lưu lượng tìm kiếm cũng cực kỳ cao trong mỗi tháng, ví dụ như là kem chống nắng. Còn đối với từ khóa dài thì lưu lượng tìm kiếm thấp hơn nhưng mà khả năng chuyển đổi để mua hàng thì lại cao hơn rất nhiều, ví dụ như là kem chống nắng dành cho da dầu mụn. Hai loại từ khóa này đều vô cùng giá trị ở trong phần nội dung của bạn. Để tìm từ khóa thì các bạn có thể sử dụng những cái công cụ ở trên thị trường, nhưng mà ChatGPT cũng vô cùng hữu ích trong vấn đề này. Có một sự thật vô cùng đặc biệt đã xảy ra trong chính lĩnh vực mà mình đang làm, đó chính là ChatGPT đã đưa ra những cái từ khóa dài hoàn toàn trùng khớp với những gì mà khách hàng của mình đã search ở trên internet. Khi mà khách hàng bên mình đến showroom á, thì các bạn sale sẽ hỏi một câu hỏi nhỏ về việc khách hàng đã tìm kiếm những cái gì ở trên internet, và trùng khớp là những cái gì mà khách hàng tìm kiếm á, nó hoàn toàn trùng khớp với những gì mà ChatGPT đã đưa ra cho mình. Trong khi đó, cái công cụ nghiên cứu từ khóa mà mình trả phí nó lại không cho ra được những kết quả như thế này. Và đây chính là cái mẫu rơm mà mình đã dùng. Ở đây thì mình sẽ đọc ở phiên bản tiếng Việt cho các bạn dễ hình dung nha. Thì đại loại là: bạn là một chuyên gia sale, hãy giúp tôi tạo ra các từ khóa hiệu quả để đưa trang web trong hoặc nhọn Site Topic của tôi lên trang đầu tiên của Google dành cho trong hoặc nhọn khán giả. Cung cấp danh sách ưu tiên các từ khóa có liên quan, có lượng truy cập cao và đề xuất từ khóa dài. Phân tích khả năng cạnh tranh của từ khóa và đề xuất nên nhắm mục tiêu nào để có khả năng hiển thị tối đa. Hãy trả lời bằng tiếng Việt. Cái phần site topic và khán giả thì các bạn có thể điền theo cái lĩnh vực của các bạn. Ở đây thì mình sẽ ví dụ trực tiếp ở trong cái lĩnh vực mà mình đang làm. Site topic là lò vi sóng công nghiệp, còn khán giả sẽ là chủ nhà hàng, khách sạn, chủ tiệm bánh vừa và lớn. Enter. Rồi, mất khoảng 15 giây. Nó đã cho chúng ta tất cả những cái thông tin này: danh sách những từ khóa có lưu lượng cao thì ở đây, và cả danh sách những cái từ khóa đuôi dài thì ở đây. Nhưng mà có thể các bạn sẽ cần nhiều hơn đúng không? Thì đơn giản thôi, chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện với là ChatGPT. Vui lòng cung cấp cho tôi thêm 50 từ khóa đuôi dài. Đây là những từ khóa đuôi dài được thêm vào. Khi mà đọc lướt qua thì có rất là nhiều từ tiềm năng mà khách hàng bên mình đã từng tìm kiếm ở trên Google, trong khi công cụ trả phí mà mình đang dùng thì nó lại không đưa ra được những kết quả như thế này. Và điều này có nghĩa là bạn đang có nhiều cơ hội hơn để tiếp cận với khách hàng của các bạn. Các bạn có thể áp dụng cái mẫu form này cho cái lĩnh vực mà bạn đang hoạt động và để lại cái phần kết quả ở dưới bình luận trong video này nha. Form mình đã để sẵn ở trong phần miêu tả video, bạn có thể vào đó để lấy. Ở video sau mình sẽ nói về một cái form bí mật giúp các bạn xác định được cái nhu cầu tìm kiếm của khách hàng. Trong thuật ngữ chuyên ngành thì cái này được gọi là search intent. Chỉ khi mà các bạn tìm đúng search intent và viết trúng được cái intent đó của khách hàng thì Google sẽ xếp hạng bài viết của bạn cao hơn so với những bài viết mà không làm được điều đó. Cùng mình ứng dụng AI trong công việc và kiếm tiền nha.